Sau khi chạy xe máy lên cầu rạch miễu, một nam thanh niên đã bỏ lại giấy khám bệnh và tư trang trên cầu rồi nhảy xuống đường bờ kè tự tử. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9 năm 2018, người dân lưu thông qua cầu rạch miễu thuộc địa bàn phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, hoảng hồ phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy dừng lại trên cầu, bỏ lại xe máy cùng tư trang và sổ khám bệnh, rồi leo qua lan can cầu nhảy xuống đường Hoàng Sa là đường bờ kè sông Tiền tự tử Do sự việc diễn ra bất ngờ nên người dân không kịp ngăn cản, nạn nhân bị đa chấn thương chết tại chỗ. Các lực lượng chức năng đã đến giải quyết điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Hiền, 26 tuổi, ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.